Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 31 tháng 5. Thời điểm này, so với các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ, thời tiết tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn dễ chịu hơn nhiều vì chưa tới mức nắng nóng. Do chịu tác động của rìa xa vùng áp thấp nóng phía Tây, nên khu vực tỉnh chịu tác động không quá lớn. Tuy nhiên, ở một số nơi trong tỉnh, thời điểm trưa chiều, cường độ nắng vẫn khá mạnh, đặc biệt là khu vực phía Bắc của tỉnh xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt từ 33 đến 35 độ. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh nhận định, nền nhiệt khu vực tỉnh có thể tăng nhẹ trong thời gian tới. Buổi trưa, không khí oi bức, nhưng vào các thời điểm sáng sớm, chiều tối và đêm, không khí tại Bà Rịa Vũng Tàu lại khá mát mẻ, nhất là các khu vực ven biển. Mức nhiệt thấp nhất chỉ từ 25 đến 27 độ. Một số nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, lượng mưa không lớn. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng yếu, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 31 tháng 5 năm 2021, mực nước cao nhất 360 cm xuất hiện lúc 6 giờ 30 phút, thấp nhất 10 cm xuất hiện lúc 0 giờ 15 phút.